Hiếu pha chế xin chào. Giống tập trước, nội dung tập này Hiếu kết hợp pha chế làm món với review pha chế khoai lang tím gợi cũ quen thuộc có màu tím đẹp mắt cùng với hương vị thơm ngon khi sáng tạo làm nguyên liệu pha chế để cho ra các món đồ uống đẹp mắt và ngon miệng. Vị ngọt của mứt khoai lang tím khá nhẹ nhàng nên Hiếu thêm chút syrup caramel tạo vị ngọt, có thể thay bằng nước đường. Ở phần sữa, Hiếu sử dụng sữa dừa cho món này. Hiện nay đang có xu hướng dùng sữa thực vật, có nhiều loại sữa thực vật. Bạn tha hồ lựa chọn loại sữa phù hợp với khẩu vị. Ý tưởng của làm món này là một ly cà phê khoai lang tím, vị cà phê thơm, chút vị béo ngọt của sữa dừa kết hợp cùng khoai lang tím có độ mùi thơm rất hài hòa, thêm chút whipping cream tăng vị béo, trang trí thêm một nhánh lá bạc hà. Đối với ai yêu thích cà phê latte hay cà phê sữa tươi, đây có thể là một trải nghiệm mới. Mứt khoai lang tím cũng đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa được ứng dụng nhiều. Với ý tưởng làm món sử dụng khoai lang tím này sẽ gợi ý cho bạn nhiều thức uống sáng tạo mới lạ. Còn về sữa thực vật thì đây là xu hướng khá mới. Trong thời gian tới, Hiếu sẽ làm nhiều sản phẩm sử dụng sữa thực vật giới thiệu tới bạn. Hy vọng bạn thích nội dung trong tập này. Hẹn gặp lại. Bye bye.